Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên vừa bắt tạm giam Dương Văn Hiền, sinh năm 1986 ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ lợi dụng tình cảm, đối tượng còn lừa chiếm đoạt tài sản của một công nhân nghèo rồi giả chết do Covid-19 để trốn tội. Sau một thời gian quen biết, qua lại với chị Lê Thị Khái, công nhân làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Dương Văn Hiền thấy chị Khái là người nhẹ dạ cả tin nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Khái. Đầu năm 2022, Hiền nói muốn mua tặng chị Khái một chiếc xe mô tô nhãn hiệu SH nhưng còn thiếu tiền nên đề nghị chị Khái cho Hiền vay 11 triệu đồng. Không một chút nghi ngờ, chị Khái đưa 8 triệu đồng cho Hiền vay và còn tin tưởng đưa luôn cho Hiền thẻ ngân hàng của mình để Hiền tự đi rút 7,5 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, ngay sáng hôm sau, ngày 16 tháng 1 năm 2022, Hiền lại gọi điện mượn xe mô tô Honda Way biển kiểm soát 88G1-38016 của chị Khái rồi mang đi bán được hơn 7 triệu đồng. Khi chị Khái gọi điện đòi xe thì Hiền lấy lý do bị dương tính với Covid-19 nên phải đi cách ly. Và hôm sau, Hiền giả giọng người khác nói dối chị Khái là Hiền đã bị chết do dịch bệnh Covid-19 nhằm mục đích cắt đứt quan hệ với chị Khái để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đã vay mượn. Tuy nhiên, lần này chị Khái đã cảnh sát không còn nhẹ dạ cả tin nữa mà đích trình báo sự việc với cơ quan công an biết được thông tin này dương văn hiền đã đến trụ sở công an huyện bình xuyên đầu thú